Theo nhận định của các chuyên gia, việc sửa đổi sẽ góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, tạo hành lang pháp lý ổn định trên nguyên tắc đảm bảo cạnh tranh minh bạch. Tuy nhiên, cần có những sửa đổi bổ sung mang tính đồng bộ để những quy định của luật phù hợp với thực tế. Và để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trao đổi giữa phóng viên VTC10 với luật sư Nguyễn Thanh Hà, công ty luật SB Law. Trước tiên xin cảm ơn luật sư Nguyễn Thanh Hà đã dành thời gian cho chương trình. Theo ông, luật cạnh tranh sẽ cần phải sửa đổi hay là bổ sung những điều gì để nâng cao tính minh bạch, thông thoáng trong môi trường kinh doanh của Việt Nam ạ? Thì trong cái dự thảo của luật cạnh tranh sửa đổi thì đã khắc phục được một số các cái điểm hạn chế và trên cơ sở là tổng kết thực tiễn kinh nghiệm của 12 năm thực thi cũng như là áp dụng các cái tiêu chuẩn của quốc tế. Ví dụ như là luật cạnh tranh cũng đã điều chỉnh là các cái hoạt động ví dụ như tập trung kinh tế hoặc là hành vi hạn chế cạnh tranh mà nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam mà có cái tác động đối với lại việc là cạnh tranh ở Việt Nam thì cũng chúng ta cũng sẽ điều chỉnh. Thứ hai đó là ngoài cái việc là xác định thị phần của doanh nghiệp trên thị trường liên quan thì chúng ta còn xác định là cái sức mạnh kinh tế của một cái doanh nghiệp là cái sức mạnh thị trường của một cái doanh nghiệp gọi là sức mạnh đáng kể. Ví dụ như là ngoài cái tiêu chí đó thì chúng ta xây dựng thêm cái tiêu chí là cái sự ảnh hưởng của doanh nghiệp đó trên thị trường thì dựa những tiêu chí gì. Thứ ba đó là chúng ta xây dựng cái Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia là cơ quan thuộc chính phủ để đảm bảo cái việc là khách quan trong cái hoạt động của quản lý hoạt động cạnh tranh. Thứ tư đó là chúng ta cũng thêm một số các cái quy định mới, ví dụ như là quy định về việc là áp dụng cái chính sách khoan hồng khi mà doanh nghiệp mà có cái thông báo về cái hoạt động vi phạm luật cạnh tranh, hoặc là áp dụng các cái mức xử phạt khác nhau. Ví dụ như thay vì trước đây chúng ta áp dụng 10% thì chúng ta có thể áp dụng 10%, 5%, hoặc là đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh thì chúng ta áp dụng cái mức phạt tối đa chỉ có 500 triệu đồng. Thì đấy là một số các cái quy định mới ở trong cái luật sửa đổi. Vâng, vậy thì dự thảo mới của luật cạnh tranh thì sẽ tác động như thế nào tới hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới thưa ông? Hy vọng là Quốc hội sẽ sớm thông qua cái luật cạnh tranh sửa đổi và kỳ vọng là cái luật cạnh tranh sửa đổi sẽ giúp cho những cái là cái công cụ cho các cái doanh nghiệp sử dụng trong cái hoạt động cạnh tranh, tránh một số các cái trường hợp như hiện nay, ví dụ như là một cái cơ quan hành chính nhà nước lại có những cái văn bản là chỉ đạo các cái doanh nghiệp trên địa bàn phải sử dụng một cái mặt hàng nhất định của một doanh nghiệp, hoặc là cái giá sữa ở trên thị trường Việt Nam, giá sữa thành phẩm lại không giảm, trong khi đó cái giá sữa đầu vào là giá nguyên liệu lại giảm rất là mạnh, thì có cái hành vi thỏa thuận trong cái việc là nâng giá hay không. Thì chúng ta hy vọng là với cái luật cạnh tranh mới thì sẽ triệt để và là cái công cụ cho doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước trong cái việc là xây dựng được cái nền kinh tế có cái hoạt động cạnh tranh lành mạnh. Vâng, một lần nữa thì cảm ơn luật sư đã dành thời gian cho chương trình. Đến đây, chương trình Việt Nam Hội Nhập ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.